Xin chào các bạn. Lần này mình học tiếp cái cách hiểu câu đúng và câu sai ha, cộng với là phát âm. Các bạn thấy cái tiếng Việt này, tôi sinh sống ở Sài Gòn, hay là gọi là tôi sống ở Sài Gòn ấy. Tiếng Việt mình thì có nhiều cách nói ấy, nhưng mà hiểu là sống ở Sài Gòn ha. Trong tiếng Anh á, có 5 câu. Các bạn thấy câu nào đúng? Các bạn xem cái câu 1 này. I là tôi ha. Live. Live. Y này á. Các bạn đọc kiểu mà y e. Live. V. Cái v này á. Các bạn đọc không có cần mạnh như vậy đâu. Cái âm e này âm câm. V. Cái âm cuối thì các bạn đọc nhẹ hơn. Live. Live. Không có cần. Live. Không có cần vậy. I live. On. Thì cái giới từ on ở đây á là sai ha. Tôi sinh sống ở Sài Gòn. Thì trong tiếng Việt là tôi sinh sống ở tại Sài Gòn, tôi sinh sống nơi Sài Gòn, hay là tôi sinh sống ở trong Sài Gòn, dịch đủ thứ. Nhưng mà trong tiếng Anh thì các bạn phải dùng cái giới từ khác, không có dùng on được ha. Trong tiếng Việt các bạn dịch kiểu sao mà hiểu là tôi sinh sống ở Sài Gòn, tôi sống ở Sài Gòn. Rồi các bạn nói cách này cách kia, dùng từ này từ kia sao đó không biết, nhưng mà trong tiếng Anh các bạn dùng cái giới từ on là sai. Trong tiếng Việt phát âm là Sài Gòn, nhưng mà trong tiếng Anh là Sài Gòn. I Sài Gòn ha. Sài Gòn. Vậy là trong cái câu 1 này sai á, là do dùng giới từ ha. Câu 1 này sai này, là do dùng giới từ sai, không có dùng giới từ on. Các bạn cố gắng làm quen với các giới từ. Và nhớ, mình sẽ chia sẻ tiếp thì các bạn sẽ hiểu ra là cái cách dùng giới từ trong cái câu tôi sinh sống ở Sài Gòn mà giới từ nào đúng ha. Bây giờ qua câu 2 này. Thì các bạn thấy câu 2 nó khác với câu 1 ở điểm nào? Thứ nhất là cái động từ thêm s ở đây. Thứ hai là cái giới từ nó khác á. Giới từ câu 1 và câu 2 khác nhau. Giới từ câu 1 là on, còn giới từ câu 2 là in ha. Thì nói về cái câu 2 này á, nếu mà các bạn dùng cái s ở đây á, trong cái động từ này á, thì cái chủ ngữ này á, cái tôi á, cái từ tôi á, các bạn phải thay thế là anh ấy hay là cô ấy thì các bạn mới dùng cái động từ có s này á đúng. Còn mà các bạn dùng tôi á thì dùng cái động từ này là sai ha. Cái giới từ là dùng đúng rồi này, chỉ có là sai cái động từ thôi. Bỏ cái s này đi. Thì câu 2 này là đúng ha. Còn mà các bạn để S á, thì câu 2 là sai. Cho nên bỏ S á. Thì các bạn thấy câu 3. Câu 3 này. Nếu mà câu 2 bỏ S thì nó giống với là cái câu 3. Vậy là câu 3 đúng ha. Câu 2 đúng trừ khi bỏ cái S này. Nhớ ha. Rồi câu 4. Câu 4 các bạn lại thấy là cái động từ sinh sống có S lại. Mà cái chủ ngữ là tôi thì sai nhá. Và cái điều thứ hai sai nữa là dùng cái giới từ at ha. Cái giới từ at này á mà dùng tôi sinh sống ở Sài Gòn á là sai. Thì các bạn thấy không? Trong cái bài này có 3 giới từ ha. Một là giới từ on, hai là giới từ in, ba là giới từ at.
thì các bạn được học ba cái giới từ ha, mà phải chọn cái giới từ đúng á là giới từ in ha. Các bạn học được ba cái giới từ như vậy cũng rất là hay á các bạn. Câu 5 thì cũng là cái giới từ giống như là câu 4. Cho nên sai. Vậy là câu 3 là đúng ha. Câu 3 này là đúng này. Trong tiếng Anh có rất rất là nhiều giới từ ha. Các bạn làm quen dần dần á. Là nói, à, có ba cái giới từ trong cái bài này mình đã làm quen một chút về ba cái giới từ á. Rồi từ từ các bạn sẽ làm quen nhiều cái giới từ rồi cái cách dùng á. À, bây giờ chúng ta tập phát âm từng cái từ một ha và câu ha. Cái từ thứ nhất là tôi á. I. Cái từ thứ hai này là sống, ở, sống, sinh sống. Live. Live. Cái y này á, phát âm là ie ha. Live. Ở, tại, trong, bên trong. Tùy theo ha, cái dịch tiếng Việt kiểu sao mà tùy theo cái câu á, để các bạn dịch cho suôn sẻ. In, in, ha, không, ie, không phải là i ha, mà là ie. Bây giờ cái từ Sài Gòn, Sài Gòn, tiếng Anh là Sài Gòn, Sài Gòn, Sài Gòn. Xong thì các bạn ráp vào cái câu, giống như câu 3 này nè, thì các bạn phát âm là I live in Saigon. I live in Saigon. Ha, I live in Saigon. Đây là những gì mình chia sẻ lần này ha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem chia sẻ của mình. Chúc các bạn luôn vui vẻ và học tiếng Anh tốt. Hẹn gặp lại các bạn.